Xin chào các bạn. Trong đầu năm 2019, mình có dịp du lịch về Việt Nam và mình đã đặt chân tới một cái miền đất rất là xa xôi, hẻo lánh. Đó là thị trấn Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai, là một cái địa danh mà có thể nói là tập trung các dân tộc thiểu số nghèo nhất ở Việt Nam mình các bạn. Nhưng có một điểm đặc biệt là nơi đây có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng là chợ phiên Bắc Hà, được xếp là một trong 10 cái phiên chợ đẹp nhất ở châu Á. Như bạn thấy, khách du lịch khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là khách du lịch châu Âu tụ tập về đây rất là đông. Và bà con dân tộc mình ở đây là những dân tộc thiểu số, là các bác người Mông, như các bạn thấy trong các trang phục sắc màu rực rỡ, người Tày, người Nùng, người Dao, người Phù Lá các bạn. Và các nhiếp ảnh gia cũng tới nơi đây để bắt những cái khoảnh khắc, những ánh mắt như bạn thấy trong hình của cô gái đã lập gia đình ở lứa tuổi 13 và đã có con. Và đây là một cô gái khác, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả trên mảnh đất địa đầu giáp với biên giới Trung Quốc, nhưng trên môi các thiếu nữ người Mông luôn nở một cái nụ cười. Và mình đã mua rất nhiều hàng hóa nơi đây, không hẳn là mình dùng các bạn, và để giúp cho các bé có cái nguồn thu nhập để hệ trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Như bạn thấy, cô bé này 13 tuổi, là cô gái người Mông, đã có con và phải gùi con ra chợ để bán nếp non, tức là mình gọi là cốm các bạn, để làm cốm. Và mình đã có dịp nói chuyện với cô bé này, và mình cũng có dịp trải nghiệm vào sâu trong bản của các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Phù Lá và Dao, và để tìm hiểu về văn hóa dân tộc cũng như là ẩm thực của các dân tộc miền núi ở vùng cao, vùng xa như các bạn thường nghe nói. Và cái địa danh Bắc Hà thì nó có một đặc điểm, như bạn thấy sương mù phảng phất, nó rất giống những cái thành phố ở tiểu bang Washington của mình các bạn. Nó ở cách cái mực nước biển là ở cái độ cao khoảng 1.000 mét, và khí hậu ở đây về mùa đông nhiệt độ chỉ xuống 7 độ C, nhưng lạnh hơn rất nhiều so với Seattle hoặc là những cái vùng phụ cận của Washington vào mùa đông các bạn, bởi vì gió núi thổi về rất rất là lạnh. Không khí trong lành, thức ăn thì organic như bạn thấy trên hình, là các bác người Mông và các gia đình Mông mang các sản vật họ trồng cấy và nuôi mang ra để bán. Và các cô gái người Mông thì rất là chăm chỉ và chân chất, mộc mạc, chất phác. Và mình đã bị thu hút bởi cái sự mộc mạc, chân chất và tự nhiên. Và mình đã lưu lại ở nơi đây khoảng thời gian là nhiều tháng để tìm hiểu ẩm thực văn hóa. Và mình cũng dạy tiếng Anh và cũng như là giúp các bác Mông đưa những cái bộ trang phục truyền thống lên Amazon bán. Và mình cũng quay một số clip video lưu lại như bạn thấy. À, con trâu là một cái sau đây mời các bạn xem cái điệu múa của các thiếu nữ người Mông ở ngay trung tâm thị trấn Bắc Hà vào tối thứ bảy hàng tuần, và du khách khắp nơi đổ dồn về đây để thưởng lãm những cái điệu múa này nhé các bạn. Thank you.
không, ăn mặc coi như là không có đủ quần áo các bạn, có rúm lại, và một số chịu không được, ta bị bệnh các bạn. Và đây là thung lũng của Bắc Hà, một địa danh nổi tiếng và du khách khắp nơi trên thế giới thường tới nơi đây vào tối thứ bảy và ngày chủ nhật để ta tham quan. Và đây là con đường dẫn tới thung lũng của Bắc Hà như bạn thấy trong hình. Và buổi tối thì thường tại đây tổ chức cái lửa trại và những điệu múa dân tộc Hơ Mông. Thank you.
đã theo dõi video này, và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.